Được rồi đó. Ăn đi Phan đi, nó chuẩn bị cái nước lọc, nước lọc. Mở 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 tủ tủ ra con. Lên luôn rồi Mở đó. không? Bên đây bên đây. Hả? Xin chào cả nhà. Chào cả nhà thân yêu. Cuối tuần vui vẻ. Cả nhà đang làm gì đó? Nay lên ở nhà trời chiều mưa cũng buồn nên đọc Hiểu Về Trái Tim. Hiểu Về Trái Tim một cuốn sách rất là hay ha, mọi người cũng nên là tìm đọc. Có những câu chuyện rất là thú vị từ Minh Niệm nha quý vị, tác giả là Minh Niệm. Hiểu Về Trái Tim là một trong những câu chuyện mà cô Linh cũng đã có tham gia. Đây là một chương trình mổ tim dành cho trẻ em. Hồi đó thì Quỳ Linh làm chủ tịch cái chi hội Hiểu Về Trái Tim này, và sau đó Quỳ Linh chỉ bảo và rất nhiều anh em nghệ sĩ thành lập một cái quỹ Hiểu Về Trái Tim, mổ tim cho trẻ em, thì cũng mổ rất là nhiều trái tim ha. Nó đọc lại rất nhiều ký ức tràn về trong những cái chuyến đi mổ tim đó mọi người. Quỳ Linh có làm cái chương trình Ngẫu Hứng Cùng Sao, thì cũng phẫu thuật được rất là nhiều trái tim đi các vùng miền. Mày đọc lại thấy cái chặng đường nó cũng rất là dài ha. Mưa buồn mình hay hoài niệm đó mọi người. Mọi người khỏe không? Đôi khi ta nói là lớn tuổi rồi, mình hơi hoài niệm chút xíu. Hoài niệm có nghĩa là già rồi đúng không cả nhà? Hoài niệm là già rồi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi phận này. Mọi người vào đông đông tâm sự một chút nha. Mấy ngày qua thì lên đi Yên Bái. Đi Yên Bái nắng quá, rất là nắng. Nắng mà nóng nữa, cái vùng vùng Yên Bình đó, bên cái vùng núi, người đồng bào Dao, là nó thấy trẻ em thật sự là quá nhiều trẻ em suy dinh dưỡng luôn. Hôm nay cuối tuần mình ra gặp mọi người tâm sự chút xíu. Về đến thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự nó mệt mọi người, mệt quá. Nắng vừa nắng mà mình bị đau bao tử đó, nắng quá đi, quá trời nhiều luôn. Những cái chuyến đi như thế thì nó cũng vui, gặp mà khán giả cũng vui, gặp những cái vùng đất mới lạ, càng đi sâu đi xa lại càng vui. Không hiểu sao nha cả nhà, Linh đó là gần như Linh quen với bùn đất nhiều hơn. Về thành phố thì nói chung rất là vui, cũng thấy nhộn nhịp, nhưng mà cảm giác là nó không có hợp với mình hay sao. Chắc có lẽ về già chắc đi làm ruộng quá. Rồi hôm nay về nhà thì Linh bị đau tử, chiều giờ ăn cơm nó đau quá trời luôn. Hôm trước mọi người có hỏi Linh là uống thuốc đau bao tử đỡ chưa, nên uống cái trà atiso quý vị. Atiso rất là mát, nó đỡ đau bao tử ha. Mà uống hết rồi đây. Hôm nay thì ai có đau bao tử đó, mọi người vào đây để Linh có thể chia sẻ chút xíu về cái đau bao tử. Đây là cái liều thuốc mà trước Linh mua Linh uống á, curcumin. À, khách hàng là Quyền Linh rồi chứ, khách hàng Quyền Linh. Mình mua cái thuốc này uống, Linh uống 2 tháng, 3 tháng, sau hôm đó Linh đi quay á, Linh bỏ luôn, uống hết thuốc rồi, thành ra là bây giờ là Linh bắt đầu uống lại nè, uống lại, mở ra uống, đau quá. Thật sự nói thì theo Linh được biết á, là hiện nay á là quá nhiều người bị đau bao tử đúng không cả nhà? Ai đưa bao tử, ai đưa bao tử, ai đau bao tử lên tiếng nào. Nếu
mọi người mà đau tử thế nào thì có thể chia sẻ với Quỳnh Linh. Linh mở cái thuốc này nè, bữa đi hết thuốc luôn, phải về về Sài Gòn đặt. Về Sài Gòn đặt đây, đây là curcumin hỗ trợ điều trị nha quý vị. Đây là hỗ trợ điều trị, một cái sản phẩm hỗ trợ điều trị chúng ta. Đây curcumin đó, mọi người thấy không? Mình uống cái này hôm trước uống đỡ rồi, sau cái Linh đi làm nhiều quá Linh không có điều kiện để đặt cái Linh quên mất tiêu, thế là bây giờ phải uống lại, đau quá. Đấy, một cái hộp như thế này là 20 viên. Đấy, Linh mới vừa đặt đem về đấy. Linh biết chắc chắn rằng hiện nay người Việt Nam chúng ta là 10 người là đau bao tử hết, tệ lắm là 6 người đó quý vị. Đây, mình đặt một hộp như thế này là 5 hộp nè. Curcumin, tức là nghệ, một cái công nghệ điều trị hướng, hỗ trợ điều trị hướng đích nha quý vị. Hỗ trợ điều trị hướng đích, đau bao tử nó khổ lắm. Đau bao tử á, là đi không được, ngồi không được, nằm không được, mà để lâu á là nó loét bao tử, xong rồi nó trào ngược dạ dày, nó tóm lại là khổ lắm. Đây tôi bóc cái, có cái tem nè, bóc tem ra. Linh uống cái này hôm trước nó đỡ lắm, thật sự là rất là đỡ luôn á. Nó là một cái dạng sủi thôi quý vị. Đây, một hộp như thế này 20 viên, mỗi một ngày chúng ta uống 3 viên, uống trước khi ăn nha, uống trước khi ăn. Uống trước khi ăn 30 phút, sau đó thì mình ăn cơm. Trưa cũng vậy, uống trước 30 phút, sau đó mình ăn cơm. Rồi chiều cũng vậy, uống trước 30 phút. Chúng ta uống khoảng một cái liều điều trị, hỗ trợ điều trị là khoảng 2-3 tháng quý vị. Liệu trình 2-3 tháng. Mua một hộp thì tặng một hộp đây. Chúng ta mua một hộp này nè. Mua một cái hộp, mua 9 hộp, xin lỗi, mua 9 hộp tặng một hộp nha. Đây mở cho mọi người coi, đau quá. Linh uống lúc trưa rồi, bây giờ mình mới đi làm về, mình mua 9 hộp tặng một hộp cho quý vị. Mình đi làm về mình phải uống trước 30 phút. Nói chuyện với quý vị chút xíu rồi mình vào mình uống thôi. Đó. Nói về nó giống như viên sủi thôi, đơn giản, rất là dễ uống. Đó. Em cho anh ly nước. Đây. Cảm ơn. Đây. Chúng ta bỏ vào đây. Sủi. Dễ uống, rất dễ uống nha. Công nghệ hướng đích, tức là một cái công nghệ hỗ trợ điều trị, gọi là tận cái nơi tổn thương quý vị. Công nghệ hướng đích được chuyển giao độc quyền cho công ty Grepha, một cái công ty điều trị đây, curcumin đây nha, dễ uống lắm, rất là dễ uống. Bắt đầu đau quý vị, đau bao tử. Đây là một trong những cái điều trị công nghệ hướng đích, hỗ trợ điều trị dùng một công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng cái tế bào tổn thương trong bao tử mình á. Thí dụ thay vì mình điều trị uống thuốc đau bao tử á, mình uống vô nó tràn tùm lum, nó chạy tùm lum hết trơn. Nhưng mà cái này, sản phẩm này hỗ trợ điều trị thì người ta uống vào nó hướng đích luôn, hướng vô cái chỗ tổn thương tế bào á, rất là tốt. Mình uống trước 30 phút nha. Công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng tế bào tổn thương nha quý vị. Đây là một công nghệ rất là tốt, mà theo Linh được biết á, thì nghe nói là như trước là ở Mỹ đó quý vị. Nó hướng đích, sản phẩm hướng đích tập trung điều trị đúng cái chỗ tổn thương, tập trung mạnh gấp 70 lần curcumin thông thường. Thường người ta nói á, tập trung gấp 70 lần nano curcumin thông thường. Thường người ta nói là những cái loại sản phẩm thảo dược đó có nano, tức là nano gì,
khi mình uống vào nó chạy tùm lum, nhưng mà nano là nó bọc những cái vỏ bọc vào, nó chạy vào bên trong luôn, theo Linh được biết như vậy. Nhưng mà với cái sản phẩm curcumin này á, là tập trung mạnh gấp 70 lần nano curcumin bình thường nha, anh em uống rất là tốt. Mọi người ai đâu có tử đâu, vào đây Linh sẽ giới thiệu cho mọi người uống. Và nếu như một chút xíu có một câu hỏi vui vui, nếu mà mọi người ai từ đây tới cuối chương trình ha, Linh sẽ nói gì đó, Linh nhắc lại, mọi người trả lời đúng câu hỏi thì Linh sẽ có 5 phần quà với những cái hộp mà curcumin này tặng mọi người nha. Công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng tế bào tổn thương và tập trung mạnh gấp 70 lần nano curcumin thông thường. À, đây uống nha. Quỳ Linh đã dùng và có một kết quả rất là tốt. Nó tốt lắm, nhưng mà hôm trước là đúng là mình bỏ thời gian. Mình đi quay quá, mình đi làm chương trình xa quá. Linh có giới thiệu rất nhiều bạn bè uống, anh Chí Trung mà uống đó. Rất nhiều người uống nha, nghệ sĩ gần như là đa bào tử hết trơn á. Không biết mọi người sao chứ Linh thấy nghệ sĩ là đa bào tử rất là nhiều. Đại đa số là ăn không đúng giờ nè. Rồi ăn không đề, gọi là lúc ăn nhiều, lúc ăn ít nè. Rồi chúng ta bị stress. Cơm áo gạo tiền rất là nhiều thứ nên gọi là bị stress nữa. Quỳ Linh gặp rất là nhiều anh em nghệ sĩ dùng cái curcumin này nha quý vị. Mình cũng thử nha. Nó giống như là thơm lắm. Thơm ha. Linh nói sơ sơ những cái công dụng nếm nó hỏi quý vị nhớ nha. Ai mà trả lời đúng nha. Chúc Linh sẽ có một vài câu hỏi vui. Ai trả lời đúng thì Linh sẽ gửi quà tặng curcumin nha. Đấy. Với đa bào tử mà nó không điều trị đó thì hết sức là nguy hiểm, có thể dẫn đến ung thư. Ung thư hiện nay thì ung thư ở Việt Nam nó tăng rất là dữ dội quý vị. Linh đây làm chương trình mở cửa tương lai, rất nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày, ung thư trực tràng, ung thư vú nè, ung thư cổ tử cung nè, rồi ung thư vòm họng nè, rồi ung thư phổi nè, nói chung là rất nhiều bệnh ung thư. Thành ra bây giờ á, theo Linh nghĩ là chúng ta cần đi khám định kỳ đó quý vị. Như những ai đi bao tử đó cần đi khám, đi khám chắc chắn rằng á, các bác sĩ sẽ có một hướng điều trị, chứ không mình không khám á, là hết sức là nguy hiểm quý vị ha. Nhưng mỗi lần nghe khám cũng sợ, ai cũng nghĩ là đi khám sợ nó ảnh hưởng, nhưng mà không khám thì nó cũng đã bệnh rồi quý vị ha. Ăn nó uống xong rồi nói tiếp đau quá. Mình uống curcumin vào á, cái sản phẩm curcumin này á là hướng tới tập trung vào hỗ trợ điều trị tận cái tế bào tổn thương luôn. Thành ra là nó tập trung vào vết loét, nó khỏe, giúp cho cái dạ dày chúng ta khỏe nhanh. Mình để lâu á, những cái vết loét dạ dày bên trong này nó bị loét. Khi mà mình vào mình khám bác sĩ á, ta sẽ cho cái ống vào đây, mình nhìn thấy trời, nó loét, nó đỏ hết trơn luôn, nó đỏ hết trơn luôn. Nếu mà để lâu á thì nó rất là nguy hiểm. Nếu như quý vị không đi khám, chúng ta khám HB nha, ai có bao tử chúng ta kiểm tra HB. Và hiện nay cái việc mà trào ngược dạ dày rất là nhiều quý vị. Đôi khi mình không có nằm dài được, mình ăn xong mình phải nằm vậy, nằm ngủ vậy nè, mình nằm mình ngủ ngồi á, ngủ ngồi để cho cái thức ăn nó không có tràn ra ngoài, mà tối mình đừng ăn nhiều lắm ha. Cái curcumin này sẽ giúp cho tập trung điều trị, tập trung vết loét khỏe cho cái dạ dày chúng ta, bởi vì điều trị tốt hơn 70 lần cái curcumin nano bình thường đó quý vị. Nên Linh rất là tin tưởng cái curcumin này, thật sự mà nói nhờ cái này mà đỡ đau, hỗ trợ ha, hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP luôn. Đây, Linh chắc chắn rằng á, nếu như ai bị bệnh đau bao tử là đều sợ cái vi khuẩn HP, bởi vì HP, vi khuẩn HP nó sẽ gây ra ung thư nha quý vị, nó dẫn đến việc ung thư đó nếu không điều trị. Vậy thì ai, Linh chia sẻ rằng ai bị đau bao tử nên đi khám.
và tìm xem có cái vi khuẩn HP hay không ở trong hay không. Nếu có vi khuẩn HP thì chúng ta phải tích cực điều trị và các bác sĩ sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị. Và mình có vi khuẩn HP thì mình sẽ dùng Cucumin này, nó sẽ ức chế được vi khuẩn HP luôn. Đấy. Cái Cucumin này rất là hay ở chỗ nào, rất là dễ uống, quý vị thấy rất dễ uống. Nó là một đi đâu mình có thể bỏ túi một cái hộp thế này, hai cái hộp này là 20 viên. 20 viên chúng ta uống được mấy ngày ta, một ngày 3 viên. À uống được một tuần, một tuần. Vậy thì rất là đơn giản. Mà đau bao tử không trị á là nguy hiểm lắm, xin nhắc lại nha. Mình mua 9 hộp Cucumin này mình được tặng một hộp. Ai có một câu hỏi nào về 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 đau bao tử đó, chúng ta cứ vào cái Facebook của Quyền Linh hỏi đi. Sẽ có những cái tư vấn quý vị. Bởi vì Linh rất thích cái này, Linh muốn giới thiệu cho nhiều người dùng. Bởi vì Linh biết được rằng là nhiều người đang rất là đau, đau lắm, đau bao tử. Mỗi lần đau cái trời đó coi, ăn không được, ngủ không được, ngọn được, đứng không được, nói không được quý vị. Nhiều lúc Linh đang dẫn chương trình, Linh nói là xin chào đón quý vị đến với chương trình ca sĩ bí ẩn, nó nói là cái ẩn 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 gần muốn chết luôn hả? Rồi á, hôm trước Linh đi miền Tây đó, Linh ăn lẩu mắm á, trời đó coi tôi chết rồi, đau bao tử, ăn lẩu mắm vô nó đau. Mình mà mình khoái ăn lẩu mắm nữa, ăn vô nó đau quá trời quá đất luôn, chịu không nổi. Thành ra là khi đau bao tử thì cả nhà mình cũng nhớ ăn uống hợp lý nha, ăn uống hợp lý, không thức khuya dậy sớm, không hút thuốc, tránh rượu bia, tránh bị stress. Rồi ăn cơm á thì mình đừng có ăn vội quá, mình phải nhai cho nó mềm. Rồi mình ăn cơm nó nhào nhão xíu, nếu mà ăn được gạo lứt á thì rất là tốt luôn. Linh đi làm nhiều chương trình ở các bệnh viện, Linh biết được các bác sĩ cũng tư vấn rất nhiều. Linh làm cái chương trình sống khỏe sống đẹp nè, làm các chương trình về sức khỏe, Linh thấy rằng là hiện nay chúng ta vì ham tiền quá, chúng ta ham công việc quá, tất bật mưu sinh không, cái này mình không phải mình nói là ấy, nhưng mà có những người thật sự là khó khăn thì là cũng tất bật mưu sinh thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng làm gì làm chứ phải ăn đúng giờ, phải đúng giờ. Hồi xưa Linh không biết, Linh ăn tùm lum tùm la trên đó, thành ra là bao tử mình nó bị gọi là viêm, bị viêm rồi bị loét nữa, thành ra là bị trào ngược đủ thứ, thành ra phải uống này quý vị. Nhiều người nói ủa sao ông Quyền Linh ông đủ thứ bệnh hết trơn vậy? Ủa đúng rồi đó. Bệnh đau bao tử rồi nói chung là bị cứ viêm cái họng hoài, cứ nói hoài rồi viêm họng rồi viêm xoang đủ thứ. Nói chung là làm nghệ sĩ mà ăn uống nó thất thường lắm ha. Mọi người cố gắng là ăn uống đúng giờ nha. Thật sự bây giờ mình mới cảm giác được sức khỏe là vàng quý vị. Đến cái tuổi trung niên này rồi thì mình cảm giác là sức khỏe là vàng. Mà đặc biệt là chúng ta phải lo cái bộ đồ lòng ở trong mình nè. Mấy anh nào mà nhậu á, nhiều quá đó, giảm dùng người lên đi. Giảm đi. Bởi vì á, rượu bia mình uống không chỉ nó hại sức khỏe mình, mà nó còn có thể đưa mình đến một cái thời điểm rất là nguy hiểm luôn. Uống rượu bia rồi hút thuốc nhiều. Thuốc lá không chỉ nó ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến người xung quanh nữa. Chính vì thế nên mình phải bắt đầu bây giờ mình dùng những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị đó quý vị. Nên thấy ngày xưa mình hay uống thuốc nhiều quá, uống thuốc tây nhiều quá nó không có tốt. Uống thuốc tây Linh đau bao tử cũng rất là lâu rồi, Linh cũng uống thuốc tây rất là nhiều rồi. Uống thuốc tây thì có thể nó giảm ngay lúc đó, nhưng mà sau đó nó trở lại bình thường. Mà uống hoài hình như là nó bị kháng thuốc á. Linh đi khám bác sĩ nó trời sao không bị đau tử lâu như vậy. Nhưng mà từ khi Linh dùng Curcumin á, Linh cảm giác rất là nhẹ nhàng quý vị, không có những cái cơn đau nhói lên. Rất tiếc là Linh đi làm xa quá, Linh quên. Thế hôm trước là Linh quên đặt cái thuốc này nên là bỏ một thời gian. Hôm nay uống lại thấy nó giờ nó nhẹ nhẹ đâu quý vị. Mình chờ nó giờ Linh nói chuyện khoảng 10 phút đúng không? 20 phút nữa Linh tạm biệt Linh ăn cơm. Bây giờ uống trước 30 phút mà. Sau đó Linh uống cái trà Atiso nữa quý vị. Xong mình đặt đọc hiểu về trái tim để mình có thể thấy nó yên bình hơn. Cuộc sống thì nó quá nhiều áp lực. Quý vị biết vừa rồi Linh cũng có rất là nhiều áp lực trong khi làm việc. Rồi Linh đi nhiều quá, Linh đi vùng sâu vùng xa nhiều quá, mũi nó cắn mà gì sốt rét luôn, mọi người biết rồi đó. Nên là
Linh phải dùng những cái sản phẩm thảo dược này, những cái sản phẩm gọi là hỗ trợ điều trị, chứ nếu mình uống thuốc tây á là mình nóng dữ lắm, uống tây nóng nó nổi mụn luôn quý vị. Linh thấy cái này rất nhiều nghệ sĩ dùng nhau, mọi người dùng thử đi, Linh tin chắc rằng á, là mọi người sẽ cảm giác được nó sẽ bớt thế nào về cái bao tử của mình. Mình đừng có ăn nóng nhiều quá, ăn ớt, ai ăn ớt nhiều quá cũng bớt đi nha. Linh được biết đó là trong cái nhóm đi vừa rồi với Linh á, là Linh hỏi ai ăn đau bao tử trơn á, thật sự là bây giờ mình cứ tất bật hoài, mình quên ăn đúng giờ nè, rồi mình ăn nóng quá nè, ăn cay quá nè, thành ra là nó đau dữ lắm. Nên chúng ta dùng cái sản phẩm hỗ trợ điều trị này nó nhẹ nhàng lắm, nên Linh giới thiệu với mọi người nha. Quý vị xem trên Facebook của Linh á, ai muốn hỏi câu nào thì hỏi, rồi đau bao tử kiểu gì đó, chúng ta có nhiều nhiều cái đau bao tử lắm, như là loét nè, rồi viêm nè, rồi gọi là trào ngược nè, rồi HB nè, nói chung là nhiều lắm. Nên đi kiểm tra sức khỏe nha quý vị. Linh chắc hết tuần này, Linh ngày mai Linh sẽ đi miền Tây, ngày mai Linh đi Châu Đốc, sau đó Linh đi Long Xuyên, rồi Linh đi có thể đi Kiên Giang, xong đi vòng qua Cần Thơ, sau đó đi Sóc Trăng, Linh về Vĩnh Long, Linh về Tiền Giang, Long An và cuối cùng về Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, một chuyến đi Linh là như thế đó quý vị. Nếu như mà mình không có chuyến chuyến đi đó đó thì thật sự là mình cũng buồn, bởi vì đi riết nó cũng quen, nhưng mà đi về nó đau bao tử là một cái việc rất là khó khăn đối với Quyền Linh ha. Mọi người có thể gặp Quyền Linh trong một vai trò đóng phim, diễn viên, đạo diễn, MC, quần chúng gì cũng làm hết trơn á. Linh là rất là nhiệt tình, nhưng mà bây giờ thì chắc là sẽ giảm dần, bởi vì chúng ta thấy đã đến lúc chúng ta phải bảo vệ chính sức khỏe chúng ta. Để xem ai gọi gì nhiều. Quang Minh hả? Cái máy Linh nó yếu quá. Rồi. Trưa nay gặp anh trên trường mà anh vội quá. Chào bạn Đỗ Quyên đang xem. Chào Đỗ Quyên. Rồi. Hi năm Phạm Tấn Tây, Hi Hana, xin chào Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn tiếng nhỏ quá hả? Rồi Hán Duy Lộc, Nguyễn Hải Vân. Cháu bị đau dạ dày hả? 2 năm rồi hả? 2 năm rồi uống được không hả? Rồi cứ hỏi đi ha. Rồi Long Huy, hôm trước anh đi, anh mới về đi Yên Bái về Hà Nội đó Huy, nhưng mà anh đi gấp quá không có gặp em được. Phương Bình Cúc, xin chào em. Mai Tuấn Hải, Escuma Fiji là viên sủi nano curcumin chiết xuất từ nghệ vàng, đúng rồi. Thái Nam, chào rể Quy Nhơn hả? Phạm Tấn Tây, Thương Vũ, xin chào em. Duyên Napi, xin chào. Con mua nè hả? Mua đi con, đau tử là phải mua đi. Rồi chào chào anh, cháu chào chú nhỏ lì, chào cả nhà. Nguyễn Nguyên Trang, nói chung là quá quá nhiều nên là đọc cũng hết không. Lại Thanh, Phúc Dương, Nguyễn Nguyên Trang, Nhung Phan, Khánh Phượng, Hương Ngô, Phan Ngọc Linh, Ngọc Lê, Nga Phan, Nguyễn Thiếu Quỳnh. Nguyễn Thiếu Quỳnh xin chào. Bây giờ nó có cái gọi là cái công nghệ hướng đích đó. Công nghệ hướng đích thì rất là tốt. Ngày xưa mình uống, mình dùng những cái hỗ trợ điều trị hay mình uống thuốc gì đó thì nó bị gọi là gì, nó bị tập lum, nó không có chạy đúng đích. Giờ là hướng đích luôn là rất là tốt quý vị ha. Hiện nay thì cái công nghệ hướng đích này là một công nghệ gọi là mới nhất, hiện đại nhất.
công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng tế bào, gọi là tổn thương luôn, tập trung mạnh gấp 70 lần nha, gấp 70 lần nano curcumin bình thường. Đấy, vì thấy ngày xưa mình uống một viên á thì nano curcumin nano bình thường, nhưng bây giờ curcumin này tức là nó gấp 70 lần, tức là điều trị hướng hỗ trợ điều trị hướng đích luôn, gấp 70 lần. Vậy thì tại sao ta không dùng? À, đâu ai đâu bao tử đâu, đưa tay lên coi. Bây giờ ai thả tim nhiều nhất đi, Quỳ Linh sẽ tặng Cubin cho một người nào nào ai ai thả tim nhiều đâu, để tôi coi tim nha, ai thả tim nhiều nha, mình gọi là mình tặng liền nha. Thôi giờ vậy đi, à đúng, ai thả tim nó bắt đầu tim nhiều á. Đầu có tim rồi. Ôi trời ơi, hôm nay em được đọc tên rồi hả? Vui quá hả? Nguyễn Nguyên Trang hả? Thái Nam. Đau bao tử uống bao lâu hả? Đau bao tử thì uống khoảng 2 đến 3 tháng nha. Một cái liều hỗ trợ điều trị khoảng 2 đến 3 tháng. Tuyền Lê, xin chào. Hôm trước em hỏi vụ đau bao tử đó. Bây giờ mà ai cũng hỏi đau bao tử ha. Gọi đâu thì bây giờ nè, hôm trước Linh thấy nhiều người hỏi quá. Chúng ta có tổng đài nè, 1-800-6091 nha. Mình để Linh 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 nhắn vô đây luôn. Tổng đài là nè, 1-800-6091, 6091. Linh nhắn tổng đài lên đây luôn nha. Tổng đài. Đó, Linh đăng luôn đó. Tổng đài là 1-800-6091 nha quý vị. Linh Nguyễn, tôi rất quý bạn, xin cảm ơn Linh Nguyễn rất là nhiều. Nguyễn Lục, xin chào. Hồ Hoàng Hảo, good evening. Ồ, tiếng Anh Linh dữ lắm á. Tiếng Anh Linh là English for children luôn á. Rồi, nhớ tổng đài nha, tổng đài 1-800-6091. Nếu ta mua 9 hộp thì mình sẽ được tặng một hộp nha quý vị. Một hộp là này nè nha. Một hộp là gì? Còn cái này là 10 viên, mỗi cái hộp nhỏ này là 10 10 viên. Hai hộp là 20 viên một hộp, mua 9 hộp này được tặng một hộp. Uống 2-3 tháng sau uống nữa được không chú? Dùng duy trì để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cái bao tử của mình. Dùng duy trì tức là chúng ta uống, có thể cái này nó thực sự là nó là sản phẩm hỗ trợ điều trị thôi, nên nó cũng không có phải là gì mà thuốc mà mình không uống được đâu, uống được, uống có thể duy trì được. Em viêm bao tử nặng đang uống thấy bớt, đúng rồi, đang uống thấy bớt đó. Ai, Thúy Anh xin chào. Mai Tuấn, ai, Phương Trà, úi trời ơi, xin chào em. Phương Trà đang ở đâu vậy? Ừ. Qua mới Hà Nội đây, mũm mĩm. Con lưu lại rồi, nhớ lưu lại nha. Bởi vì Linh chắc chắn rằng ở trong mỗi chúng ta là rất nhiều người bị đau bao tử nhưng mà chưa đi khám bệnh đó. Chúng ta làm gì làm nhớ là ăn đúng giờ đúng giấc đúng bữa nha mọi người. Rồi, Hà Linh, xin chào Hà Linh, chào Bình Thư, Trần Lập, Nguyễn Thành Dân, anh bán cái gì vậy anh Linh hả? Đâu có bán gì đâu, anh bán thuốc đau bao tử, curcumin. Giờ đi bán thuốc. Nói chứ cái thuốc này là không phải anh bán mà anh mới vừa mua nè. Đây đặt hộp nè, không thấy hả? Cái này ta giao Quyền Linh mới mở ra nè. Lưu ý khi sử dụng curcumin nè, để đạt hiệu quả tối đa nên dùng 3 viên một ngày, uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau 1 giờ ăn. Nên dùng ít nhất 2-3 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất, uống sau khi đã hòa tan 100-150 ml nước ấm khoảng 25-30 độ C. Không được cho viên sủi vào miệng để uống nha, tức là mình không phải uống như thuốc nha. Cái này là hỗ trợ điều trị, không phải thuốc nha, cái này không phải thuốc á. Mình bỏ vô trong nước cho nó sủi lên để uống. Này là sản phẩm hỗ trợ điều trị nha. Linh xin nhắc lại không phải thuốc nha, đừng nói tôi nói thuốc nha. Rồi, khuấy đều hết bọt khí trước khi sử dụng, bảo quản nơi khô thoáng mát dưới 30 độ C, đóng chặt nắp ngay sau khi sử dụng.
có thể xảy ra hiện tượng chuyển màu tự nhiên của curcumin, tuy nhiên không ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm. Đây là cái nhà mà ta bán thuốc á, ta ghi trong rất là kỹ lưỡng, ta ghi trong cái bao bì luôn quý vị không? Đó, à, cái sản phẩm điều trị chứ quên nó thuốc hoài, hỗ trợ điều trị, tôi cứ quên nó thuốc hoài rồi cái ta đổ thừa tôi nói ấy nữa, trời ơi trời, chờ cái này nè, cái này á mà nếu mà Linh không không đau bao tử á, thì Linh không giới thiệu đâu, bởi vì Linh là đau bao tử thật, Linh uống thiệt, không lẽ giờ ngon không lẽ uống ly nữa chứ. Ngon thiệt, nó thơm lắm quý vị, uống đường nữa ha, mọi người thấy uống được không? Uống được đó chứ, tại vì nó thơm lắm, uống rất là ngon. Hùng Trương, à, cảm ơn em. Ngọc Yến Phan, cảm ơn con nhiều. Ngô Việt Tiến, xin chào rất là nhiều, cảm ơn nhiều nha. Thu Thảo, bởi vì Linh là đau bao tử thiệt, Linh uống thiệt, Linh thấy hiệu quả thiệt, thành là Linh giới thiệu thiệt, thấy không? Này, Linh đi nước đi. Uống nó thơm, uống rất là thơm, không gì đâu. Rồi, Makayala đang xem. Quý ông mến, quý ông mến. Rồi, Thu Thảo dễ uống lắm không? Văn Hương đang xem. À, Văn Hương hát bài nghe, Văn Hương, Văn Hương hát hay lắm luôn á. À, rất là thích nghe Bolero, mà mỗi lần nghe Văn Hương hát thích, rất là thích luôn á. Ồ, Lê Hoàng Trọng, Trọng Lách Ta, sao rồi cưng, cưng có đau bao tử không? Chắc chắn là em ta đau bao tử ở Trọng. Rất là đơn giản đây, nước lọc mình bỏ vô, không có uống viên nữa. Viên sủi mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị, uống nó thơm lắm. Đây nha, mình bỏ cái viên nào mình không được bỏ đi vô uống đây nha, mình bỏ vào đây nè, đó, lắc lắc cho nó sủi lên đi, cho nó sủi lên rồi uống, uống ngon lắm, uống ly nữa đi ăn cơm được. À, Vương Mến, con vô trụ trễ hả, thuốc gì hả? Này là curcumin ha, curcumin nha, tức là đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị đau bao tử. Con có đau bao tử Vương Mến, đau bao tử là phải uống cái này nha. Chào Trung Linh, Thúy Anh, Phan Hoàng. Cái này không phải là thuốc, không phải là thuốc nha Phan Hoàng, cái này là sản phẩm hỗ trợ điều trị nha. Chào Hương Linh, có đau bao tử không? Tôi thấy nhiều người bạn tôi đau bao tử lắm á. À, Tere Tran, Thanh Ngọc, xin chào. Sơ Nguyễn, Thanh Tâm, thuốc gì vậy trời ơi, ai hỏi thuốc gì vậy không? Cái này không phải là thuốc, cái này là sản phẩm hỗ trợ điều trị. Bắt đầu đó, nó thơm lắm, uống nó giống như nước giải khát rồi thôi, gì đâu, nó không có phải là, không phải là thuốc nên là mình uống được đó, rất là ngon luôn, uống thơm lắm, thơm dễ sợ luôn. Xin chào Yến Ly, Hoàng Thị Ánh Ngọc, Gia Phát. Nói chứ à, mọi người chia sẻ đi nha, curcumin Fiji là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, à, là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ không phải là thuốc nha. À, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị chứ không phải là thuốc, mà đây là hỗ trợ điều trị hướng đích, tức là nó mạnh gấp 70 lần curcumin nano bình thường nha, nên là không có sao, chứ cũng thoải mái giống như nước giải khát vậy thôi. Một hộp bao nhiêu tiền hả? Rồi gì nữa đây, Trần Ngọc Liễu, Quỳnh Như, xin chào. À, xin chào Philip, Nicolas Philip, chào con, con yêu khỏe không? Thì mốt chú về Cần Thơ nha, chú đi Cần, chú đi ghé ngang Cần Thơ nha. Bình Thư, ai bán inbox cho mình được không? Không thể cho số điện thoại được à? À, inbox được đó. Đây nha. Tổng đài 18006091 nha. Nhớ là 295.000 một hộp. 295.000 một hộp này nè. Để Linh ghi số tiền ở đây cho 290, ai coi luôn, 295.000 một hộp, 95.000 một hộp. Này tôi mới mua nha, đây tôi mới mua rõ ràng đây nha, đừng có nói lấy nha. Đó, đây Quyền Linh đây, thấy chưa, Quyền Linh đã sử dụng và có kết quả tốt,
nha, và Lộ Linh tin tưởng 100% luôn, giới thiệu cho bạn bè. Qua Chí Trung ở Hà Nội anh Ú anh giới thiệu đó, bạn mình nhiều người cũng giới thiệu lắm. Con nói sai con xin lỗi chú, không có gì để thanh tâm. Chú nói chơi thôi chứ có gì đâu. Không có gì đâu, yên tâm nha. Rồi chứ mua đâu vậy anh, em cũng đau dạ dày. Trời ơi uống đi, nãy có tổng đài rồi đó, đọc số tổng đài đó. Rồi Phương Kiên Giang cảm ơn nhiều nha. Trần Lại Tâm Ân khỏe không ông Chí Ân? 18006091 nghe tổng đài nha. Mọi người đau bao tử nhớ gọi tổng đài nha. Tổng dân này xây nhiều quá, xây rồi, xây nhà nhiều quá rồi. Nhớ đừng có nhậu nhiều nha, đau bao tử đó nha, đi kiểm tra xem. Nguyễn Loan xin chào. Thanh Ngọc em cũng đang uống đây, ngon dễ uống, đúng rồi dễ uống nè, thấy chưa, nó giống như nước cam vậy đó, nhưng mà mình để cho nó tan hết hết bọt uống. Bây giờ lên nói chuyện 15 20 phút chưa, 10 phút nữa mình đi ăn cơm nha. Đây là công nghệ hướng đích được chuyển giao độc quyền cho công ty Ele Pharma à, được chuyển giao độc quyền cho công ty Ele Pharma nha. Trời ơi nhậu hết chứ ăn, nhậu hết thôi. Nhậu nhiều phải kiểm tra bao tử nha, bao tử là quan trọng lắm nha. Nhậu quá mà giờ công trình quá trời quá đất luôn rồi. Vũ Hoàng Kim Anh xin chào, Trang Huy Lê, Nguyễn Việt cảm ơn nhiều, Xuân Tâm, Phương Tâm, Hương Hoàng, Thị Tân. Em tin nên mua uống Kim Good của Hoàng Kim Anh. Anh đâu có bán hàng gì đâu, anh bán thuốc đau bao tử, curcumin, sản phẩm hỗ trợ điều trị hướng đích. Cái này không phải là thuốc, sản phẩm điều trị, đâu có bán gì đâu. Nói chứ anh uống anh giới thiệu thôi, đâu có bán gì đâu. Ai bực Hào Hiệp. Nguyễn Thành Nhơn anh đi ăn cơm nè, 30 phút chưa. Ngô Việt Tiến chiết xuất từ chiết xuất nghệ vàng, chúc sức khỏe. Rồi bây giờ thế này nè, Linh cũng gần tới giờ đi ăn cơm rồi. Nếu như ai có một lời chúc nào mà hay hay á, Linh sẽ tặng một hộp ha, tặng một hộp. Ai có lời chúc nào hay đi, chúc cho đừng đau bao tử nữa. Chịu không nổi luôn. Rồi chúc Linh hết đau bao tử, theo vừa nói xong chúc Linh hết đau bao tử, chúc mọi người sẽ không đau bao tử nữa nha. Linh sẽ tặng 5 người, mỗi người hộp, để coi ai chúc hay nhất, dài nhất. Giờ nhiều quá Linh biết sao, nhưng mà ai mà chúc hay nhất, dài nhất, Linh sẽ tặng một hộp này nè. Uống thử, uống giống như này khác thôi, nếu uống ngon Linh Linh tặng nữa. Ê, gì đâu, chuyện nhỏ mà, như con thỏ. À, bao nhiêu hộp vậy? 295 ngàn anh mới mua nè. Ngày mai này, chúc anh buổi tối vẻ, giới thiệu nhiều người mua, đúng rồi giới thiệu. Nhan Quỳnh chú ơi cảm ơn gì đó con. Nguyễn Mai thuốc gì vậy anh? Không phải là thuốc, đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị hướng đích curcumin, mua 9 hộp tặng một hộp nha, tại vì anh mua anh biết mà. Chết rồi, bệnh luôn. À, thưa Nguyễn, chú ăn cơm con cùng gia đình cảm ơn nhiều. Hồ Phi Phi cảm ơn. Mai Nguyễn em tin nên Linh nên mua uống. Anh uống mà anh uống nãy giờ anh uống giống như nước nước giải khát đúng không, ngon lắm, thơm lắm, anh nói thơm lắm. Cháu dặn có gì chúc chú Linh, chúc chú Linh xứng đáng hưởng những gì tốt đẹp nhất, mến chú Linh. Cảm ơn Zết Lê nha, cảm ơn con rất là nhiều. Kim Sang bao nhiêu một hộp anh Linh? 295 ngàn một hộp đó, anh thuộc luôn rồi đó. Ai cảm ơn rất là nhiều, chúc anh và tất cả mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để đau bao tử, hay đó. Mà có đau bao tử thì hãy dùng curcumin. Ngon lắm, rất là thơm. Chúc cho tất cả thế giới không rượu bia, không bị đau tử, đúng rồi.
Anh mua mấy hộp hả? Này anh mua 5 hộp nè, 245 đó. Anh mua anh uống một liều 2 3 tháng tiếp tục anh nói sao? Hôm trước hết rồi, hết đau rồi. Mình quên đi kiểm tra cái bao tử, sau đó cái công việc của mình đi nữa ha. Xin chào Tuấn Nguyễn, Đồng Hương. Nhắc chú quá nhiều quá, cháu xì hả? Thanh Thanh hả? Loan Võ. Chúc anh đêm không ăn gì. Em có xô nghèo anh tặng em hộp. Được. Có xô nghèo tặng hộp được. Rồi bắt đầu mưa. Anh lên đây tặng em hộp. Em thả tim cho anh rồi, mỗi tay nè. Rồi yên tâm đi. Nói tóm lại thế này, bữa nay nói chuyện vui với mọi người chút xíu, không có nói về công việc, nhưng mà Linh xin nhắc lại cái chủ đề ngày hôm nay. Linh muốn mọi người nhớ nha, cái việc đau bao tử đó là cái việc hết sức là quan trọng. Linh chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta nhiều người bị đau bao tử lắm mà mình chưa biết. Đau bao tử nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, ảnh hưởng đến rất nhiều cái công việc. Đau bao tử để lâu ngày nó sẽ bị loét bao tử, bị viêm bao tử, và thậm chí nó gây đưa đến cái việc ung thư. Và nếu như ai cảm giác mình đau bao tử, chúng ta nên đi khám bệnh đi. Chúng ta nên nội soi đi để xem có vi khuẩn HP không. Còn nếu như ai bị viêm loét dạ dày nên điều trị. Điều trị chúng ta đến khám bác sĩ. Chúng ta xem chúng ta bị cái gì, loét như thế nào, chụp cái hình như thế nào để xem. Và những cái người nào chưa bị đau bao tử thì phải nên gọi là phòng đi, ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta không nên hút thuốc nè, không nên uống rượu bia nè, không nên thức khuya dậy sớm nè, không ăn cay nè, không ăn nóng nè, không ăn những cái vật cái gì cứng quá. Mình ăn mình phải nhai cho kỹ nè, và ăn đúng giờ nha mọi người, ăn đúng giờ. Đó là những cái lời chia sẻ hết sức chân thành, bởi vì nếu Linh giá như Linh trở lại ngày xưa cách đây 20 năm thì Linh sẽ thực hiện đúng y chang như vậy luôn. Để chi? Để chúng ta có thể có một cái bao tử rất là tốt, bởi bao tử nó tốt thì mình khỏe lắm quý vị. Kuma Fiji ha, Kuma CV thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Curcumin, đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị nha quý vị. Đây là công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng tế bào bị tổn thương của bao tử chúng ta. Sản phẩm mình dùng rồi tốt lắm. Văn Thuận à, đúng rồi anh Thuận. Bây giờ mình nói chuyện bao lâu rồi nha, mình không nhớ nữa, tới giờ ăn cơm mà không chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, vui thiệt là vui nha. Nhớ tổng đài của gọi là của cái sản phẩm hỗ trợ điều trị nha, 1800 6091 nha quý vị, 1800 6091. Chúng ta gọi tổng đài đi, sẽ có người tư vấn cho quý vị ha. Bởi vì Linh cũng giúp cho mọi người biết cái thông tin này để mọi người có cách để chúng ta đỡ đau của bao tử nha quý vị. Chứ nếu không đau, Linh hiểu mà, đau nó đau dữ dội lắm. Đau bao tử thì có thể nó kéo dài rất là dài luôn. Hy vọng rằng hôm nào đó mình sẽ gặp lại. Hôm trước ví dụ quên nữa, mình nói cái vụ lan đột biến á. Hôm trước Linh có livestream lan đột biến á, thì thấy mọi người vô bất ngờ, thì Linh cũng bất ngờ mà. Linh cũng lên ở trên Bình Phước, Linh đi làm chương trình với công nhân. Linh làm công nhân thì Linh có mấy người bạn đó giới thiệu vô, có bạn Linh giới thiệu vô cái vườn lan của em ấy, xong rồi em giới thiệu cái lan đột biến thì mình cũng nghĩ là đúng là rất là lạ, mình muốn livestream cho mọi người xem thôi. Vậy mà có người vô nói Linh là nổ này kia, Linh đâu có nổ, trời, Linh giới thiệu cho người xem mà. Bởi vì Linh đi đâu cũng vậy quý vị, có cái gì hay nha, bất kỳ cái gì có gì hay có gì lạ Linh đều livestream hết. Bởi Linh biết rằng có những người bạn trên Facebook sẽ không có điều kiện để đến những cái vùng đó, vùng sâu vùng xa. Có đôi khi Linh đứng với rất nhiều anh em nghệ sĩ, Linh cũng livestream để cho mọi người thấy được anh em nghệ sĩ ngoài đời thế nào. Đôi khi Linh ăn cái gì ngon Linh cũng livestream để cho mọi người thấy, chứ không phải là Linh khoe đâu nha. Và hôm nay Linh dùng cái sản phẩm hỗ trợ điều trị này, curcumin này tốt,
Linh livestream hoài luôn, livestream chừng nào Linh thấy mọi người dùng tốt thì mọi người phản ánh lại cho Linh để Linh thấy nó tốt, Linh giới thiệu nhiều hơn nữa. Chứ nó thật sự là đây là một cái sản phẩm mà không Linh không biết gì thì sao Linh dám livestream, mọi người nó quảng cáo. Ok, nghệ sĩ thì cũng cũng phải làm quảng cáo để sống đó quý vị, không không có giấu điều đó. Nhưng mà quảng cáo là quảng cáo, nhưng có những cái quảng cáo là có trả tiền mình cũng không dám làm nữa quý vị, chứ đâu phải là đụng cái nào mình làm cái đó đâu. Thật sự là Linh là nghệ sĩ, Linh muốn những cái điều tốt lành được lan tỏa, và ngay những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị như Cumin này cũng tốt, thì Linh muốn lan tỏa mọi người biết thôi. Mọi người cũng nên chia sẻ, nếu như Linh chắc chắn rằng trong gia đình ai đó chắc chắn sẽ có người bị đau bao tử nha. Thành ra mình cứ chia sẻ, mình chia sẻ về đi, chia sẻ về cho nhiều người biết được cái sản phẩm này nha. Rồi Nghĩa Lê, anh Linh ơi, tuy anh đẹp trai gần bằng em nhưng anh vẫn là mẫu MC em thích nhất. Cảm ơn em nha. À, thuốc của chú Linh hay lắm nha mọi người, không phải thuốc nha con. Này là bây giờ nhắc là sản phẩm hỗ trợ điều trị nha, chứ không phải thuốc nha. Trần Hạnh, kệ người ta đi, Linh tại người ta không hiểu thôi. Đúng rồi đó, có nhiều người nói vô nói mình đôi khi mình cũng buồn, nhưng thôi kệ không sao đâu, bây giờ Linh cũng quen như vậy rồi. Nhưng mà Linh thấy cái gì vui thật sự nha, với cái tâm của Linh á, Linh biết rằng trên Facebook của Linh có rất nhiều bạn, thậm chí có những bạn ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện đến đó xem. Linh sẽ livestream giống như đi nước ngoài cũng vậy, Linh cũng livestream cho mọi người thấy Linh đang ở nước ngoài để coi mọi người thế nào. Vì Minh để sang kịch bản hả Minh? Gì cưng, anh mới vừa về đọc kịch bản hả? Bóng đè hả? À, có một bộ phim đang mời Linh là Bóng đè, mà Linh đang chuẩn bị đọc Bóng đè. Đêm lặng lẽ tôi nằm đè lên chiếc bóng, bóng mỉm cười, bóng nói yêu tôi hạnh phúc, tắt đèn đi ngủ sớm, bỗng giật mình, bóng chứ không phải là em. À, cái bản Bóng đè, à, Đỗ Quang Minh em tôi đang gửi đó, để xem có đóng được không, không biết đóng cái bóng hay là đóng cái đè đây không biết nữa. Nếu đóng cái bóng thì cũng được, nếu đóng đè là mệt lắm mà nha. Em đang xem người Linh giới thiệu sản phẩm nhưng âm thanh nghe nhỏ quá anh Quỳnh Linh ơi. Hả, nhỏ hả? Chắc là cái Linh nói cũng lớn lắm rồi đó. Alo alo, nghe không? Giọng Linh qua cũng lớn, thành ra là cả nhà thông cảm nha. Nếu như mà ai mà vô nói gì Linh thì mọi người binh giùm Linh chút xíu coi. Trời ơi, vừa qua tôi thấy livestream Lan á, Lan đột biến á, cái ông kia ông vô nói Quỳ Linh khùng hả? Ừ, khùng khùng giới thiệu cho người biết, mà Linh cũng khùng lắm rồi nha, đừng giỡn á. Nghệ sĩ mà cũng phải có tính khùng khùng mới làm nghệ sĩ được. Hai, cảm ơn mọi người rất nhiều nha, bây giờ làm mất thời gian mọi người đi ăn cơm đi. Linh cũng đi ăn cơm đây, ăn ăn cơm xong uống atiso, uống atiso thì dễ ngủ, uống giải khát. Sản phẩm Cucumin này Linh xin nhắc lại, đây là sản phẩm của công ty Ale Pharma ha. Công nghệ hướng đích được chuyển giao cho công ty Ale Pharma. Công nghệ hướng đích nó sẽ đưa Cucumin đến trúng cái tế bào tổn thương, và nó sẽ tập trung mạnh gấp 70 lần nano curcumin thông thường nha quý vị. Xin nhắc lại, và những ai đau bao tử, đã đau bao tử, chuẩn bị đau bao tử, không đau bao tử, chúng ta có thể uống để phòng ngừa, bởi đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị tốt cho sức khỏe, bảo vệ sức khỏe chúng ta, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nên mắc gì chúng ta không uống. Nó rẻ lắm, mà rẻ thật sự rẻ đó. À, mua 9 hộp tặng 1 hộp đấy, tính ra có nhiêu, 295.000 một hộp thì đâu có nhiều đâu quý vị. Mua 9 hộp tặng 1 hộp nha, nhớ tổng đài 1800 6091. Quỳnh Linh đã dùng và Quỳnh Linh tin tưởng, thành ra Quỳnh Linh giới thiệu, và rất nhiều anh em nghệ sĩ, quý vị thấy anh Chí Trung rồi đó, cũng giới thiệu cho mọi người ở trên trên livestream đó ha. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà có ai muốn Quỳnh Linh gặp gì livestream cho mọi người xem không? Nếu mà ở trên đây Linh thấy á, nếu mà ai nói là thôi khỏi đi thì Linh không sao livestream nữa. Linh livestream gọi là kính cho một số bạn bè thân trong group của Linh coi thôi. Còn nếu như mọi người muốn Linh livestream để giới thiệu mọi người thì mọi người cũng gọi là cũng cũng nên cho Linh biết nha.
động viên một cái công việc nào đó, tức là tiếp sức cho Quỳ Linh. Còn nếu như không động viên thì coi như là chia tay. Ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ bên cạnh bạn bè và người thân của mình. Và nhớ trong một buổi cơm nào, chúng ta cần phải nêm một chút yêu thương, một chút lãng mạn và một chút hài hước vào buổi cơm đó. Và nhớ rằng là ăn uống đúng giờ, đúng giấc, không ngủ thiếu ngủ, không để thiếu ngủ, không ăn đồ nóng, đồ cay, không uống rượu bia, hút thuốc, ăn cơm đúng giờ và uống thuốc, uống sản phẩm hỗ trợ điều trị curcumin hướng đích gấp 70 lần bình thường, ha, cho nó có thể bảo vệ cái sức khỏe chúng ta. Kuma Fiji, đây là một trong những cái sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của chúng ta, hỗ trợ điều trị cho quý vị. Cảm ơn cả nhà rất